kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Hai, 19 tháng 8, 2013. Chương trình phát hình của bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm các phần tin đáng chú ý. Bản tin thế giới. Phần tin đáng chú ý gồm có các tin chính như sau. Hoa Kỳ nhức đầu vì Ai Cập. Thị trưởng Bob Filner lụy vì đàn bà. Obama mở rộng chế độ quy định. Trước tiên, mời quý vị theo dõi bản tin Hoa Kỳ nhức đầu vì Ai Cập. Lực lượng an ninh Ai Cập đụng độ với những người đòi phục chức cho Tổng thống Mohamed Morsi trong mấy ngày qua, khiến hai phía có tới 750 người thiệt mạng. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chỉ trích quân đội Ai Cập là đã dùng vũ lực giải tán đám biểu tình và ra lệnh ngưng cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ với Ai Cập vào mùa thu. Nhưng Hoa Kỳ chưa có ý định ngưng viện trợ quân sự và kinh tế 1,5 tỷ đô la mỗi năm cho Cairo. Ngược lại, Ngoại trưởng Ai Cập tuyên bố đang xét lại chính sách ngoại giao với Hoa Kỳ và châu Âu vì Tây Phương thiên vị huynh đệ Hồi giáo. Ai Cập là nước đông dân nhất và có ảnh hưởng lịch sử tại vùng Trung Đông, cũng là một trong hai quốc gia duy nhất đã ký hiệp ước hòa bình với Israel. Do đó, Hoa Kỳ phải rất thận trọng trong mối quan hệ với Ai Cập. Tình hình Ai Cập hiện nay không còn kiểu biểu tình ôn hòa mà đã bước sang giai đoạn bạo lực, ăn miếng, trả miếng giữa lực lượng an ninh và các phần tử Hồi giáo vũ trang cực đoan nên rất tệ hại. Huynh đệ Hồi giáo muốn bảo vệ bằng mọi giá địa vị có được sau gần nửa thế kỷ mong đợi. Quân đội cần tình hình ổn định để chính phủ kỹ trị cứu nguy kinh tế, tái lập niềm tin với thế giới nên được Ả Rập Saudi, Kuwait, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất viện trợ 12 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ và Liên Âu rất lung túng trước quyết định giúp quân đội và chính phủ kỹ trị ổn định Ai Cập thực hiện tiến trình dân sự hóa nhà nước hoặc cố hòa giải giữa hai phe thần quyền và thế quyền. Về chuyện ở Mỹ, ngàn đời phụ nữ như bông hoa đẹp làm cho cuộc đời thêm tươi, trái lại cũng có thể dìm đấng mày râu xuống bùn đen với tội danh sách nhiễu tình dục. Bob Filner, 70 tuổi, đắc cử chức thị trưởng tại San Diego năm 2012 sau 10 nhiệm kỳ nghị viên của thành phố lớn thứ 8 của Hoa Kỳ, đang gặp nạn đàn bà khi bị 16 phụ nữ tình nguyện tố cáo những hành động sàm sỡ của ông. Hàng đoàn ủng hộ viên đổ xô ra đường phố San Diego lần đầu vào cuối tuần để thu thập 101.000 chữ ký đòi bãi miễn Filner với khẩu hiệu từ chức hoặc bãi miễn. Trưởng ban tổ chức chiến dịch bãi miễn Dave McCulloch nói là sẽ đến các nơi thi đấu thể thao, hội chợ, biểu diễn nghệ thuật để kiếm đủ những chữ ký cần thiết. Những người tố cáo thị trưởng Filner là đã có hành động sách nhiễu tình dục như là vuốt mông, ghé sát mặt ca sĩ, giám đốc giao tế khi gây quỹ và các phụ nữ văn phòng. Tháng trước, Filner thừa nhận đã không tôn trọng đúng mức đối với phụ nữ từng làm việc cho ông và với ông, rất ngượng vì các hành động như vậy, nhưng sẽ chứng minh đầy đủ sự thật mà không từ chức. Filner từ chối yêu cầu từ chức do 9 nghị viên và 2 nghị sĩ dân chủ của tiểu bang California đưa ra. Filner đã tham gia chương trình chữa trị hành vi đặc biệt từ 29 tháng 7 trong 2 tuần và tiếp tục được điều trị như là một bệnh nhân ngoại trú. Thị trưởng Filner sẽ trở lại công việc vào tuần này trong không khí căng thẳng. Làn danh thân mật và sách nhiễu tình dục giữa sếp và nhân viên khác giới tính rất là mong manh, làm cho nhiều đấng mày râu bị ngã ngựa, lúc nào chẳng biết. Obama mở rộng chế độ quy định. Trong nhiệm kỳ 2, Tổng thống Obama quyết đẩy mạnh việc ban hành các quy định trong xã hội có thể tồn tại lâu hơn thời gian ngự trị tại Tòa Bạch Ốc. Bản thăm dò của Viện Gallup ghi nhận 82% dân Mỹ đồng ý tăng cường các quy định nhằm chống lại các chủ ngân hàng vô lương tâm, không khí thiếu trong lành và vô số mối đe dọa khác. Tuy nhiên, giới kinh doanh cho rằng bàn tay của chính quyền Obama thọc quá sâu vào hoạt động xã hội, làm thiệt hại tới công ăn việc làm và cản trở kinh tế phát triển. Phòng Thương mại Hoa Kỳ cho biết, trong 3 năm cầm quyền,
Tổng thống Obama đã tăng 7,4% số lượng quy định liên bang so với 4,4% cùng thời của Tổng thống George W. Bush. Một hướng chống đối khác vì hành pháp muốn lấn áp lập pháp, tư pháp sẽ làm mất cân bằng quyền lực quốc gia. Năm 2010, Obama tuyên bố lập pháp không làm thì ông sẽ lo. Kể từ đó, chính quyền đơn phương đẩy mạnh các mặt trận di dân, kiểm soát súng, chiến tranh mạng, vân vân, gây nhiều tranh cãi và chưa giải quyết được tận gốc vấn đề. Dư luận lo sợ guồng máy chính quyền ngày càng phình to để xây dựng thêm các quy định mới sẽ tạo nên tình trạng quan liêu và hao tốn ngân sách, trong khi nợ công đã hơn 16.000 tỷ đô la mà một vài chuyên gia ước tính tới con số 70.000 tỷ đô la. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học George Mason cho biết các quy định của chính phủ liên bang vọt từ 71.000 trang của năm 1975 lên 175.000 trang vào năm 2012. Quy định đè thêm quy định càng làm cho xã hội nghẹt thở và dân phải đóng nhiều thuế để thuê công chức và tìm cách lách luật. Tập đoàn tài chính JP Morgan bị điều tra hối lộ. Tập đoàn tài chính JP Morgan hoạt động tại 60 quốc gia trên thế giới đang bị chính phủ Hoa Kỳ điều tra xem liệu có thuê mướn các công tử, tiểu thư đỏ từ Trung Quốc nhằm kiếm những hợp đồng béo bở hay không. Luật hành động tham nhũng ở ngoại quốc năm 1977 cấm không được tặng bất cứ thứ gì có giá trị cho quan chức nước ngoài để thụ lợi không chính đáng. Việc thuê mướn các công tử, tiểu thư đỏ chẳng hề bất hợp pháp, ngoại trừ trường hợp người được tuyển dụng không đủ khả năng cho chức vụ. Chính phủ Hoa Kỳ đang điều tra vụ Morgan tuyển dụng Đường Hiểu Ninh, con trai của Đường Song Ninh, có liên quan gì đến các hợp đồng làm ăn với tập đoàn tài chính Quốc Thái thuộc nhà nước do Đường Song Ninh làm chủ tịch từ năm 2007 hay không. Cũng thế, Morgan ở Hồng Kông đã thuê Trương Tây Tịch, con gái của quan chức Họa Sa, nên cơ quan điều tra đang cố tìm người đã quyết định tuyển dụng các công tử và tiểu thư đỏ. Cả Trương Tây Tịch và Đường Hiểu Ninh đều đã rời JP Morgan nên khó tiếp xúc. Các công tử tiểu thư đỏ mới có điều kiện du học và tốt nghiệp tại các trường danh tiếng ở phương Tây như Trương Tây Tịch từng lấy bằng tại Đại học Stanford. Giới tinh hoa ở Trung Quốc muốn lao vào làm cho các tập đoàn đa quốc, ngoài lương bổng cao còn bổ túc cho hồ sơ cá nhân chuẩn bị trèo cao trong guồng máy nhà nước. Thực tế làm ăn tại Trung Quốc mà thiếu quan hệ kể như cầm chắc thất bại nên các tập đoàn đa quốc cũng rào rậu cẩn thận lắm, khó mà bắt thóp. Chính trị gia nói láo, nhà báo không cần cáo buộc. Nhà báo thường bị cáo buộc là nói láo ăn tiền, chính trị gia thì là nói láo kiếm phiếu. Tuy tham khảo nhiều nguồn khác nhau, nhưng không một nhà báo nào có thể tự hào là đã loan tin hoàn toàn trung thực, vì thường được cung cấp bởi những yếu tố không hoàn toàn đúng sự thật một cách cố ý. Tổng thống Obama xác định không hề thực hiện dò thám người Mỹ mà chỉ có thu thập tin tức liên quan đến chống khủng bố quốc tế. Tiết lộ từ Edward Snowden trái ngược với lại điều chính phủ Hoa Kỳ giải thích. Dư luận không tin nhưng Tòa Bạch Ốc xác định không hề dò thám dân Mỹ. Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia James Clapper nói trong cuộc điều tra ở Quốc hội là cơ quan không thu thập thông tin từ hàng triệu người Mỹ. Giới tình báo định nghĩa nhóm chữ thu thập là một phân tích đã duyệt xét thông tin, nên việc hốt hàng triệu số điện thoại không đồng nghĩa với thu thập. Tổng thống Obama tuyên bố, trên cương vị Tổng thống, tôi đã thực hiện các bước giám sát chặt chẽ từ hành pháp, tư pháp, lập pháp nhằm tránh lạm quyền, đồng thời tôn trọng quyền của người Mỹ. Sự giám thị cơ quan tình báo từ hành pháp và tòa án giám sát do thám ngoại quốc không thực sự tồn tại nên đã xảy ra 2.800 vụ vi phạm trong năm 2012. Do đó, người Mỹ tin đã bị chính phủ do thám thông tin cá nhân là vi phạm quyền riêng tư. Đảng Dân Chủ từng lý luận trên phương diện kỹ thuật thì mối quan hệ giữa Tổng thống Bill Clinton và Monica Lewinsky không đúng định nghĩa quan hệ tình dục. Nói láo hay không có vẻ khó xác định kỹ thuật,
nhưng sẽ làm cho dư luận bất tín với chính trị gia hay nhà báo. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng để mời quý vị nghe phần thông báo và quảng cáo thương mại.